nó giải giải tỏa để nó làm sâu vào đây tận mấy mét. Bên kia không biết có nhiễm không, nó cao khoảng 3 mét. Cái thị trường hoa giấy này cũng đấy này. Mày nói làm tao mất ngủ chưa? Cái này này không không chết được. Nó bảo cái thằng ở trên mạng, nó bảo là ở trên trang ấy, nó bình luận nó bảo mua cái loại này về nó chết tay, nhưng thực ra không bao giờ chết tay. Tí nữa tôi cho mọi người một cái mô hình nữa là trồng hoa giấy ở dưới ruộng nữa. Nhưng mà hoa giấy ở tôi nó đang ứ. Nó là đang cần mình ở cái vấn đề mình làm thương mại cho nó tốt. Chứ còn một cái chậu này nói thật ra là đến tay mọi người thì nó tùy theo các bạn ở đâu. Nhưng mà đến tay mọi người nó phải rơi vào tầm 7 triệu rưỡi 8 triệu một chậu đấy. Tại vì cái cước vận chuyển nó to. Hai cái cây một phát này là nó đầy mẹ nó cái thùng tấn tư. Đấy. Không phải đâu. Thực ra là như thế này này. Nếu các bạn mà theo dõi tôi ấy, tôi hướng dẫn các bạn là thực ra nó rất đơn giản. Ngay cái việc các bạn ăn cơm xong rồi cơm thừa canh cặn, các bạn có biết là để dùng để tưới cây hay là cho cây ăn đâu. Nhưng các bạn hay lên mạng xong rồi nghe chúng nó tưới nước gạo mới thế nọ thế kia. Các bạn toàn làm sai xong rồi cứ đổi tại nhà vườn xong rồi mua cây xong rồi bị lừa đảo mới thế nọ thế kia. Nhưng các bạn có biết là ngay cái vấn đề ví dụ như cây này đến tay các bạn làm thế nào không? Tôi bảo rồi cứ để nguyên như thế, ngày tưới một lần hoặc thậm chí ngày tưới hai lần. Xong rồi cơm thừa canh cặn các bạn cứ chôn ở gốc này này. Ví dụ như là các bạn đào một cái hố đổ vào. Nhưng mà bây giờ về nhà các bạn tôi nhiều khi là cái nông dân sân thượng có một cái đặc tính như này này. Cây ở đây thì rất là đẹp. À, mẹ mới mua cây về không? À, cứ ra phát lại vặt mẹ cái lá. Hoặc là tưới thêm gáo nước. Xong cảm giác thế nào xong rồi đi vào xong rồi lại ra xong rồi lại cho gáo nước nữa. Cảm giác như kiểu là nó thèm nước. Chắc là nó khô, nó khát nước. Mẹ tưới thế thì cây nó nào nó chả chết. May mà ở đây còn trộn giá thể các thứ ấy, nó còn róc nước đấy. Nhưng các ông phải hình dung là ví dụ như một ngày chỉ tưới một lần thôi. Các bạn hình dung chưa? Nông dân thân thượng có biết mẹ gì đâu. Cứ ra lại cho gáo nước. Xong rồi lại còn về nâng đạm các thứ cho ăn. Cứ bết bền bẹt ra. Mẹ nhiều khi là càng chăm càng chết. Đấy quy luật 4C của cây đấy. Cứ là 4C tức là càng chăm càng chết. Các bạn không hiểu gì về cây. Nhưng mà đến khi cây nó có làm sao thì lại đổi tại là mẹ cái thằng nó bán cho mình là thằng lừa đảo. Về trồng là toàn chết. Để đây thì nó đẹp như thế, về mình toàn chết. Tôi bảo thật là ở đây chả chăm bón mẹ gì luôn. Ví dụ như là đỗ tương nghiền thì là ví dụ như là 1 tuần, 2 tuần hoặc 10 ngày, 20 ngày mới cho một nắm. Đỗ tương nghiền. Còn không thì cơm thừa canh cặn mọi người ở nhà nhá. Thừa cơm, thừa rau là mọi người đào cái hố này chôn xuống đấy. Là nó đủ chất dinh dưỡng, sau đấy nó tan. Nó kiểu nó phân hủy, là cái cây nó nuôi được cây. Không cầu kỳ gì cả. Mà cứ để nguyên như này nó sống. Các ông cứ ra vào xong này cho gáo nước. Xong rồi này thấy nó thế nào này nghe trên mạng là chôn trứng mới chôn nọ chôn kia. Phí tiền. Mà về cây nó chết là tôi không chịu trách nhiệm đâu. Mẹ chăm nó để im như này này. Cứ để im như này này. Mẹ chứ còn các ông mà cứ làm như cách ông mà bảo là ở đây có nghìn cây mà cứ cây mẹ nào cũng chăm như các ông thì mẹ thứ nhất là không có thời gian mà làm việc khác luôn ấy. Làm gì có thời gian mà live stream nữa. Cho nên mọi người cứ thử mà xem. Với cái trường hợp mà nó nhiều như thế này, mọi người chăm theo cái phương pháp của mọi người xem có lực để mà chăm không. Mà bán hoa giấy này có phải là mẹ bán được mấy triệu bạc những cái cây bé tí này đâu. Mấy cái thứ hai nữa là các bạn phải hình dung những cái loại này thì bán, nói chung là bán cho mọi người tầm 1 triệu. Nhưng mà đây là cái hàng nhập thái đấy. Còn đại ý như thế này này, các bạn phải hình dung là cây nó đầy, cây nó như thế này. Còn cái nếu mà mọi người học qua một cái lớp gọi là không phải là cái lớp lọc phụ hồ mà qua một cái lớp gọi là trên cái trang góp nhà ca đá ấy, thì cái việc chăm cây nó rất đơn giản hoặc trồng cây nó rất đơn giản. Nhưng mà thường mọi người toàn nông dân kiểu sân thượng ấy, chả biết cái mẹ gì. Nhưng mà cứ ở trên mạng xong rồi bảo là mua cây về toàn chết thôi thế nọ thế kia. Xong rồi người khác là người ta lại không có cái tâm lý người ta mua cây như cái ông kia ông thế. Ông bảo tao mua cây rồi nhưng về nó toàn bị chết thôi. Bảo thế tại sao mà chết, đéo hiểu gì đâu mà. Đấy, và tại sao nó bị chết tay? Toàn tung tin nhảm nhí mấy cả vô căn cứ thôi. Đây là Văn Giang Hưng Yên. Đây là các cái hàng này nguyên bản nhập thái đây này. Nguyên chậu. Mà nói về hoa giấy ngũ sắc là nó cũng trường kỳ kháng chiến lắm. Đi ra kia lại cho mày xem thị trường sung. Nhiều thứ lắm. Còn cái loại này đây này, tức là bán thì có thể là bán 6 triệu hoặc 6 triệu rưỡi một chậu. Không bao ship giá tại đây. Cây thì nguyên trạng như thế này. Nói thì không tin. Mình nói thì cái quy trình gọi là rất đơn giản. Là cứ để nguyên cây đấy khéo nó sống. Các ông cứ mó vào xong rồi cứ đi ra đi vào xong rồi cho gáo nước.
xong rồi lên mạng, xong rồi theo chúng nó là chôn trứng với cả chôn chuối, xong rồi thế nọ thế kia, mình nói thì đéo nghe. Mẹ đây vứt bạ vứt đây này, còn cả năm rồi còn đéo chết đây này. Xong rồi lên mạng thì chả biết cái mẹ gì, cứ toàn nói liên thiên. Còn tôi phải nói thật, nhiều anh em nhà vườn người ta dùng kích, dùng cái thuốc tàu, người ta